Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, các khu công nghiệp từng được coi là biểu tượng của phát triển kinh tế. Có thể nói địa phương nào có khu công nghiệp thì kinh tế sẽ có bước tiến vượt bậc và đồng thời giải quyết được công ăn việc làm cho rất nhiều người dân, không chỉ ở địa phương đó mà còn cả khu vực lân cận. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng môi trường, tỷ lệ nghịch với lợi ích từ khu công nghiệp vẫn tồn tại ở rất nhiều nơi. Và để có thể biết rõ hơn về thực trạng xử lý nguồn thải tại các khu công nghiệp, thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi đến với những con số thống kê trong clip ngay sau đây. Tính đến đầu năm 2020, trên toàn quốc có 274 khu công nghiệp đang hoạt động, tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Trong đó, có 244 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 89%. Có 191 trên 244 khu công nghiệp có trạm quan trắc tự động, chiếm 78,3%. 276 cụm công nghiệp có báo cáo đánh giá tác động môi trường. 160 cụm công nghiệp có hệ thống tách nước mưa và nước thải. 109 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt 15,8%. 10 cụm công nghiệp có hệ thống quan trắc tự động nước thải. Báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho thấy tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung ở một số địa phương rất thấp, có nơi chỉ đạt từ 15 đến 20%. Một số khu công nghiệp có xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng hầu như không vận hành vì để giảm chi phí. Bình quân mỗi ngày, các khu, cụm, điểm công nghiệp thải ra hàng chục nghìn tấn chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải độc hại khác. Hầu hết nước thải đều xả trực tiếp vào nguồn nước, gây tác động xấu đến chất lượng nước của các nguồn tiếp nhận. Có nơi hoạt động của các nhà máy trong khu công nghiệp đã phá vỡ hệ thống thủy lợi, tạo ra những cánh đồng ngập úng và ô nhiễm nguồn nước tưới, gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp. Ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp cũ, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc chưa được đầu tư hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Nhiễm môi trường từ các khu công nghiệp đang làm dấy lên nhiều lo ngại về chất lượng nước, đất và cả cuộc sống của những người dân sống ở khu vực xung quanh. Kiểm soát nguồn thải vẫn là điều cần chú trọng trong hoạt động của mỗi khu công nghiệp. Nhưng tiếc rằng, số doanh nghiệp có thể cân bằng được giữa kinh tế và môi trường thì vẫn còn quá ít. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày các khu công nghiệp thải ra khoảng 8.000 tấn chất thải rắn, tương đương với 3 triệu tấn một năm và đang gia tăng cùng với tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp. Trong khi năng lực thu gom, xử lý của các cơ sở được Bộ cấp phép chỉ khoảng 1.300 tấn một năm. Nếu như năm 2005 đến 2006, 1 hecta diện tích đất cho thuê bình quân phát sinh chất thải rắn khoảng 134 tấn một năm, thì đến năm 2008-2009 đã tăng lên 204 tấn một năm, tức tăng 50%. Riêng những năm gần đây, chắc chắn số lượng chất thải tăng lên gấp nhiều lần, và đó chính là mối nguy hại cho môi trường xung quanh. Vẫn thấy ở đó đây những cái gọi là phát hiện của người dân ở bên ngoài xung quanh các khu công nghiệp về cái vấn đề mà xả thải mất an toàn là nó tương đối phổ biến. Đấy. Thế thì cái điều đó là cái mà chúng ta thấy rằng cái kiểm soát của chúng ta còn rất yếu kém. Và dù cho khu công nghiệp có xây dựng hạ tầng hiện tại đến đâu, nhưng nếu chúng ta không thực hiện những cái tiêu chuẩn xả thải tốt, mỗi một doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp đó không nhận thức được cái trách nhiệm về chủ nguồn thải của mình đối với môi trường. Xóm 1, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, có 3 mặt giáp với khu công nghiệp Quang Minh. Kể từ ngày khu công nghiệp đi vào hoạt động, đời sống của người dân nơi đây cũng đã được thay đổi. Nhà cửa khang trang, đường xá cũng được mở rộng. Tuy nhiên, do vị trí cách không xa khu dân cư là mấy, nên nhiều hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng từ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất. Gia đình ông Lưu Quang Tiến chỉ cách công ty sản xuất gỗ Thuận Hưng một con đường. Mỗi ngày, khi công ty này sản xuất, những ống khói lại xả khói lên bầu trời, theo gió bay sang dãy nhà ông Tiến cùng nhiều hộ dân phía sau, khiến ông cũng như nhiều người dân ở đây khá bức xúc. Tầm cỡ chiều tối và đêm là các ông xả khói vào, khói bay do bụi vào trong hẳn trong nhà như là đốt rơm ấy. Và cái mùi rất là ô nhiễm.
Trước đây, khi nói tới khu công nghiệp Quang Minh, người dân không khỏi ngao ngán vì chất thải từ khu công nghiệp này xả ra môi trường. Gia đình ông Nguyễn Văn Hạt có trồng một vườn bưởi gần 15 năm nay. Dù chăm sóc cẩn thận, nhưng nhiều năm về trước, khi khu công nghiệp Quang Minh chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, thì những cây bưởi tưới nước từ kênh tưới tiêu ven khu công nghiệp chỉ có thể phát triển còi cọc và không thể ra hoa đậu quả. Thế nhưng những năm gần đây, cùng với kiến nghị của người dân thì chất thải từ khu công nghiệp này cũng đã được kiểm soát chặt chẽ hơn. Nhờ đó mà đời sống và sản xuất nông nghiệp của bà con cũng ít bị ảnh hưởng hơn trước. Khu công nghiệp đã có một nhà máy xử lý nước thải do công ty Nam Đức đảm nhiệm. Thì lúc đó nguồn nước ở khu công nghiệp được cải thiện và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu của dân sinh ở đây cũng được cải thiện theo. Kể từ năm 2015, công ty quản lý hạ tầng đơn vị chính cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Quang Minh đã đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với quy mô lớn, bảo đảm xử lý cho các doanh nghiệp tại đây. Nhà máy áp dụng công nghệ hóa sinh, sau quá trình xử lý nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn Việt Nam cột A, từ đó hạn chế tác động xấu tới môi trường. Về cái vấn đề môi trường thì bước đầu tiên thì cũng ảnh hưởng rất chi là lớn. Sau này là cũng được sự quan tâm của công ty môi trường huyện cũng đã liên tục rà soát và đã đi sâu đi sát để bám sát vào các cái hoạt động của các cái doanh nghiệp, các cái chất thải ra, và nhất là cái chất nước thải cũng đã được cải thiện, và vấn đề là ô nhiễm về không khí, về tiếng ồn, nhìn chung là bà con nhân dân cũng nhận thức và cũng có những kiến nghị rất chi là xác đáng, thì đều được các cấp là đều quan tâm. Tuy nhiên là cũng chưa thể triệt để 100% được. Ô nhiễm tại nhiều khu công nghiệp hiện nay tồn tại ở các dạng chất thải rắn, chất lỏng, không khí, khói bụi và tiếng ồn. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp làm chủ khu công nghiệp cần phải chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng xử lý nước thải. Còn không khí hay khói bụi lại là trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp theo đánh giá tác động môi trường. Điều này dẫn đến những trở ngại trong việc xử lý tập trung cũng như thanh kiểm tra và trách nhiệm xử lý đối với trường hợp cố ý vi phạm. Rõ ràng rằng là chúng ta không thể có một cái hệ thống xử lý nước thải, khí thải tập trung như là nước thải được. Đấy, thế nghĩa là gì? Nghĩa là cái việc trách nhiệm của từng nhà máy đối với khí thải thì khu công nghiệp vẫn là giao cho ấy lại với lại trách nhiệm chính là của các cái cơ sở sản xuất. Nhưng mà hiện nay thì người ta cũng nói rằng là giao cho khu công nghiệp thì có thể là một cái cơ chế một cửa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà anh tay phải thì anh vận động đầu tư, tay trái thì anh vấn đề môi trường, thì thường thường trong một cái chủ thể như vậy thì cái quyền có thể là mâu thuẫn về mặt lợi ích, và như vậy thì cái việc giám sát và bảo vệ môi trường có thể là bị buông lỏng. Và tôi nghĩ rằng là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã nhiều lần kiến nghị, tức là phải tách nó ra. Theo Tổng cục Môi trường, nước thải công nghiệp chứa nhiều chất ô nhiễm, xả thải ra môi trường khi chưa được xử lý sẽ không chỉ gây ô nhiễm môi trường nước sông, nước ngầm, ô nhiễm đất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống, chế biến thuốc lá, sản phẩm dệt may mặc, da và giả da đều sử dụng hóa chất, nhưng một số chưa quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn, gây nên rò rỉ các hóa chất độc hại ra môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước mà chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả. Mỗi một doanh nghiệp đều phải có, trước khi mà hoạt động, đăng ký hoạt động thì đều phải có cái báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đánh giá tác động môi trường gọi tắt là DTM đấy, thì trong đó là các chủ doanh nghiệp đó phải cam kết rằng là tất cả các loại chất thải của chúng tôi khối lượng là từng này, từ những cái nguồn nào ra và bao nhiêu, khối lượng là bao nhiêu trong mỗi tháng hay trong mỗi ngày đối với chất thải nguy hại, đối với chất thải thông thường, rồi khói, khí thải hoặc là nước thải vân vân. Nhưng trên thực tế nó có những cái vấn đề mà chúng ta vẫn thấy, tức là nhiều khu công nghiệp đã hoạt động rồi nhưng cái vùng xử lý, cái khu vực xử lý nước thải chưa hoạt động. Đấy, thì lúc đó tất cả các cái chất thải chưa được xử lý thì nó được thải ra môi trường. Vẫn còn nhiều khu cụm công nghiệp chưa có trạm quan trắc tự động nên việc quản lý chất lượng nước thải cũng còn nhiều hạn chế. Ở nhiều nơi, nước thải công nghiệp vẫn là nguồn gây ô nhiễm chính tại các dòng sông.
việc tuân thủ các quy định của các doanh nghiệp còn mang tính hình thức, việc vận hành của các hệ thống xử lý nước thải tập trung vẫn mang tính đối phó và chưa thực sự hiệu quả. Năng lực quản lý môi trường ở cấp độ quản lý nhà nước và quản trị môi trường của các doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Tổ chức thực hiện còn yếu kém, nhất là ở cấp địa phương, cơ sở, kể cả cấp độ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và quản trị môi trường ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, làng nghề và doanh nghiệp. Nguyên nhân các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thiếu nhà máy xử lý nước thải chủ yếu là do nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm và do cơ chế chính sách, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh. Nguồn vốn đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp còn hạn chế do doanh nghiệp cố gắng giảm giá thành sản phẩm và ưu tiên tăng lợi nhuận tài chính. Các doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp khó tiếp cận các nguồn vốn thích hợp để đầu tư xây mới và mở rộng các khu xử lý nước thải tập trung. Trên thực tế, nếu chỉ trông vào nguồn thu phí thu gom, xử lý nước thải từ các nhà đầu tư, thì chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp khó có thể bù đắp được chi phí cho việc xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, trạm bơm, trạm xử lý tài liệu của khu công nghiệp. Rủi ro càng cao khi trạm xử lý nước thải phải được xây dựng trước khâu các nhà đầu tư xem xét vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Năng lực và các nguồn lực cần thiết của hệ thống các cơ quan quản lý cũng như lực lượng giám sát thi hành luật pháp về bảo vệ môi trường chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu công tác thực tế. Phương tiện và thiết bị phục vụ quan trắc ô nhiễm nước thải công nghiệp vừa thiếu vừa lạc hậu. Ngoài ra, hệ thống văn bản pháp lý về quản lý ô nhiễm nước thải công nghiệp cũng còn chồng chéo và còn có những khoảng trống. Ở địa phương thì có một cái sở tài nguyên môi trường như thế chuyên về là một cái cơ quan chuyên môn của tỉnh được giao nhiệm vụ, có người ta có những người có thiết bị để mà làm cái việc như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng là làm nếu mà như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Để kiểm soát và cải thiện tình hình quản lý chất thải tại các khu công nghiệp, trước hết, các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp cần chọn lọc các dự án có công nghệ sản xuất hiện đại, công nghệ cao hoặc ít gây ô nhiễm. Các dự án áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, công nghệ thân thiện môi trường. Dựa trên cơ sở quy chuẩn môi trường, chủ đầu tư xây dựng kinh doanh và hạ tầng khu công nghiệp xây dựng nội quy cụ thể về nước thải, khí thải, chất thải rắn áp dụng cho các khách hàng trong khu công nghiệp. Các doanh nghiệp thuê đất tại khu công nghiệp đều phải tuân thủ các quy định về xử lý nước thải sơ bộ, đầu tư các trạm quan trắc để kịp thời kiểm tra, giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế các doanh nghiệp định kỳ báo cáo kết quả quan trắc kiểm soát chất lượng nước thải, khí thải, tình hình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại cho cơ quan quản lý môi trường địa phương và gửi báo cáo cho đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp. Tiến hành kiểm tra định kỳ 2 lần một năm toàn bộ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của các doanh nghiệp để có thông tin và đưa ra các giải pháp xử lý thiết thực. Và quan trọng hơn cả là cần loại bỏ tư duy đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Khi mà người ta quản lý thì người ta vẫn nói tức là vẫn phải bảo vệ môi trường, là hai cái mục đích đấy là không có xem nhẹ cái nào. Tuy nhiên thì qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi thấy rằng là cái việc đấy là nó không diễn ra như là người ta mong muốn. Và cũng nó cũng một cái lẽ thường tình thôi, tức là cái nhất là nhiều nơi người ta vẫn cứ ưu tiên là kêu gọi đầu tư, đúng không? Muốn là kêu gọi đầu tư thì phải có những cái điều kiện dễ dãi để cho người ta vào. Thế thì dễ dãi thì có thể xuê xoa một vài rất là nhiều những cái điều kiện, và trong đó những cái điều kiện môi trường đấy, thì tôi nghĩ rằng nên tách bạch nó ra thì nó tốt hơn. Năm 2020, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ về môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, rà soát, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ít nhất 90%. Yêu cầu các đối tượng có quy mô xả thải lớn có lưu lượng từ 1.000 mét khối một ngày đêm lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục. Truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật, phục vụ việc theo dõi, giám sát nguồn thải. Việc kiểm soát được các nguồn thải của khu công nghiệp sẽ góp phần lớn vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo hướng hiện đại hóa và xanh hóa. Vấn đề kiểm soát nguồn thải không thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng đó là điều mà các cấp, các ngành và các doanh nghiệp cần vào cuộc một cách quyết liệt để có thể giảm thiểu tác động xấu đến môi trường từ hoạt động của khu công nghiệp. Và trong bối cảnh các vấn đề ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm không khí, ngày một gia tăng,
thì trong năm 2019, Viện Điện tử Viễn thông Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức cuộc thi Thiết kế kỹ thuật chủ đề Môi trường không khí 2019 do Spark Lab thực hiện trong khuôn khổ dự án AirSense, được tài trợ bởi tổ chức Live and Learn thông qua quỹ sáng kiến Vì không khí sạch, thành phố xanh với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ nhằm đưa ra những sáng kiến thiết thực vào thực tế để có thể kiểm soát và cải thiện chất lượng không khí. Và vừa qua thì chung kết cuộc thi đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội với 12 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị khán giả trong chuyên mục Sống Xanh ngày hôm nay. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án giáo dục môi trường AirSense. Ban tổ chức đã nhận được 61 đơn đăng ký tham gia thuộc hai hạng mục chính, bao gồm sản phẩm đo thông số ô nhiễm không khí và sản phẩm cải thiện chất lượng không khí. Đã có 12 sản phẩm tốt nhất từ các nhóm học sinh, sinh viên xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Với mục tiêu học hỏi, sáng tạo và phát triển, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, trí tuệ, cơ hội giao lưu học hỏi cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên có niềm đam mê sáng tạo khoa học và kỹ thuật. Mục đích của cái cuộc thi này ấy, thì nó là tạo cho các bạn kỹ sư tương lai một cái gọi là biết cách chế tạo một cái máy mà có cái giá trị phục vụ cho cộng đồng. Đấy, thì thông qua cái cuộc thi này thì các bạn học sinh và cả các bạn sinh viên đại học thì cũng là có một cái điều kiện để có thể tham gia, để có thể thực hành các cái những cái gì mình học này và cái suy nghĩ của mình để xây dựng ra được một cái máy đo chất lượng không khí hoặc là máy lọc không khí để có thể là ngày càng đạt tới cái chất lượng của các cái máy đo máy lọc không khí có giá trị thương mại. Để đưa ra đánh giá chính xác nhất về 12 sản phẩm dự thi chung kết, cuộc thi sử dụng 10 tiêu chí về tính khả thi, tính thẩm mỹ, tính năng sử dụng, độ bền, tính rõ ràng, tính giáo dục, khoa học, tính kỹ thuật và truyền thông. Đáng chú ý, sân chơi không chỉ thu hút những sinh viên ngành điện tử viễn thông, mà còn có sự tham gia nghiên cứu khoa học từ các nhóm học sinh trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring Hà Nội, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, với những ý tưởng sáng tạo, độc đáo và có khả năng thương mại hóa cao. Chúng tôi thấy là ô nhiễm không khí đang là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên thì mọi người chỉ mới dừng lại ở việc kêu gọi việc bảo vệ môi trường mà ít có những hành động thực tiễn. Chính vì vậy thì chúng tôi đã quyết định tham gia cuộc thi với sản phẩm thiết bị lọc bụi trong không khí và với mục đích một sản phẩm thì không quá phức tạp, không yêu cầu trình độ chuyên môn cao và tất cả mọi người đều có thể lắp đặt nó. Với tiêu chí là bảo vệ môi trường của cuộc thi, nhóm chúng tôi đã phát triển sản phẩm có chức năng đo lường các độ ô nhiễm trong không khí, đồng thời kết hợp với sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời để có thể mang đến một giải pháp có thể giúp tuyên truyền và bảo vệ ý thức, bảo vệ môi trường. Ngay từ đầu sản phẩm của chúng tôi đấy là có thể nhân rộng và phát triển, thì sản phẩm đã được bán cho một bên khách hàng và rất mong muốn sau cuộc thi này tôi có thể nhân rộng lên nữa về mặt số lượng để cung cấp. Vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ngoài việc được đào tạo trong các lĩnh vực khoa học, nguồn nhân lực cho khoa học và công nghệ cần có một nền giáo dục tốt về bảo vệ môi trường. Vì vậy, cuộc thi thiết kế kỹ thuật môi trường không khí trong khuôn khổ dự án xây dựng hệ thống đo lường chất lượng không khí dựa trên kết nối vạn vật với Internet IoT cho STEM và giáo dục môi trường AirSense là một ví dụ điển hình về xu hướng giáo dục bảo vệ môi trường. Những hình ảnh về chung kết cuộc thi Thiết kế kỹ thuật chủ đề Môi trường không khí 2019 vừa rồi cũng đã kết thúc thời lượng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình Môi trường và Tài nguyên tuần sau.